Điện khác kìa. Ừ, chưa vô cá bự nằm dưới. Mình đợi cá bự nó bắn đó. Nói đâu anh sao? Nói kìa. Ừ, kìa cá bự nằm dưới thấy không? Không. Không. Cho em không đeo kính luôn. Dính hả? Thế lượn mà. Trúng rồi, trúng vô cái mày. Sao dở quá vậy? Đâu phải dở em. Mà nước cái sâu bắn nó xuống rồi nó dở gì. Vậy hả? Đợi chút xíu rồi. Vậy sao? Rồi nổi lên mặt nước cho nó mới chứng nó chứ. Ta có lo kìa. Đi kìa nổi rồi. Kìa một bầy kìa. Ồ đúng rồi, một bầy luôn kìa. Từ từ con nào bự anh giúp nó trước. Đó. Sao? Rồi. Không bắn con nhỏ á anh. Cá này dẹp rồi. Cá càng bắn càng nổi đứng. Tưởng đâu mình cho nó ăn á. Ừ. Cá không trọng trọng chứ không nhỏ không nhỏ. Không bị. Tưởng đâu cho nó ăn nó nổi. Rồi. Mày nổi sắc mé luôn rồi đâu rồi. Không biết luôn. Mà hỏi đêm hỏi mới đâu có tiêu mà. Đúng hả Bảo? Một bầy bán con rồi tí. Bảo nó heo mà. Thấy vô anh. Con nào sợ nó đi. Ừ. Tớ ghẹ một bầy đi ngoài đó là sao? Kìa một bầy luôn kìa. Dính. Dính. Dính nách. Từ từ nhé, không dính nè. Tại sao lại không dính? Ừ, bắn không ngay em. Kìa đủ chú lên tim kìa. Gì vậy? Cá quảng chuối lên tim kìa. Tại em ta xả hầm biêu ra đó nhà tắm ra. Đó ba. Thì em bấm tay em coi quẻ chắc là nó ở là gì. Mày coi quẻ mày coi tới hầm biêu ra luôn kìa cá bự kìa. Dứt đi anh. Rồi rồi rồi. Lội mà. Sáng giờ đi chưa ăn gì hết, đói bụng quá anh ơi. Bánh bao mới ra không mua. Em thích ăn cá. Cá thì ngồi chứ chỗ nướng. Cá kìa anh. Cá nó nhỏ vậy. Cá bự đó kìa anh, một bầy luôn anh. Hụt luôn. Hụt luôn, còn luôn kìa anh. Từ từ. Wow. Tiêu chúng mày luôn rồi. Cao càng bắn càng bự vậy. Kìa nó bơi ngoài lọ ngoài nhóc luôn anh. Hả? Học nữa rồi. Dính. Dính hả? Dính. Ơi. Đỉnh quê. Một em. Phẫu thuật luôn. Thì đương nhiên rồi, bắn cái này làm sao mà không phẫu thuật được. Dính lường. Trời ơi. Trời ơi. Nó to hết dần rồi. Bánh bao ghê, đói nha bánh bao nghe nữa. Thôi nói gì chứ đâu đó. Kìa anh. Ba con luôn rồi, kìa. Rồi. Chưa gắn mũi tên vô bắn cái đứt sao. Đâu hết rồi. Đây nhóc đi đâu đứng nắng trời ơi. Từ từ lội vô anh kìa em thấy không. Em thấy lội vô anh không. Thấy lội vô anh không? Mới lội vô hai ba con đó nghe. Con Bảo lợi nhát quá. Ừ, thay con Bảo nhỏ quá. Thay con Bảo cà bá rồi. Như hà mã ở trong khu rừng châu Phi, Amazon gì á. Chỉ ghê quá. Amazon có hà mã đâu mà. Rồi Amazon ở trong Phi luôn hả? Ủa con cái gì nhảy ra vậy? Anh mới gỡ ra đó. Dính như Bảo kìa không quay. Rồi dính cây luôn rồi, lội lụm bớ ơi. Dễ gì. Em siết rồi dính cây bớt. Anh tính gà bắn sao để thằng Hào nó đuổi cá không trời. Bắn dính lưới đỡ rồi giật lưới hoài luôn. Dính quá đâu. Hết lên. Bắn ba con cái nữa. Lội xuống gỡ ra đi. Lội lại. Lên nhổ cây mai này cho anh nha. Ủa. Quay đèn quay trước. Rồi bắn đi. Hồ biên. Rồi nó lặn rồi. Ra ngoài luôn. Trời này nắng dữ ha. Nắng không có miếng gió luôn nè. Nắng dữ. Mẹ đang trong nước đang thấy ngon kỳ rồi. Như bầy cá cà bá nữa luôn. Rồi giờ sao? Dinh nữa hả? Ai? Trời ơi, tiếng già dính con cá chản chúa đang luôn rồi hả? Đó kìa, em đang dính con đó nè.
Dạ. Đứng, đứng mà đứng cánh tem hoài. Dương cá bự lắm. Cá báo. Kìa kìa cá bự cá báo. Trời ơi, nó trúng rồi đó, trúng nó nhảy vậy. Má vậy bị dài quá. Ngắn được xuống luôn. Không quên. Lớn hơn thêm bữa tao đi xì tâm. Ừ giỏi. Mười điểm. Nhóc đi chơi nè. Nè cá to to không mà ơi. Có lắm hụt con cá dưới cái dừa nè. Mày nổi lên đi. Ừ nói nè. Bắn đi. Ê quê xệ ba con lát rồi. Chịu gió ơi. Nó sao nó không thấy đường. Đâu có gió đâu trời, đâu có gió đâu. Ăn con miếng nè. Con miếng rồi, đâu có gió má vậy. Có chịu vậy.